Ôi bác Thắng ơi, bác chờ chút ạ. Cho cháu quay ạ. Nhà cháu vô được 2 cân. Được 2 cân, bác phải đổi cân không? Đây, ông chổng ngược hết lên đây. Lên mới chạy chạy. Mic. Tao. Vâng. Đây nước tao kiểu chi vậy? Này. Hầu như ông nào đồ nhà con là ông nào mới con này. Mình đây nó không mưa cho nên anh trai mình đây đánh cũng kém này các bạn. Mình đây rất nhiều đánh người đánh luôn. Mỗi cái là mỗi người đi mỗi một đường. Có rồi. Còn mấy cái ca 2-3 cái cửa nữa, cái năn nền nữa rồi. Toàn nó to nha bạn. Đâu vừa rồi chắc chắn ai ảo còn tưởng to thế nhỉ? Còn to thế. Khi nào có gì mình sẽ quay cho một anh giải đây nha bạn. Anh giải nữa đánh luôn cao thủ cực nhưng mà anh ấy ít đi đó. Ngườn to thật đấy. Để xem nhẹ nó chút luôn cái. Đâu một tối rồi là ngày này nặng được rồi. Vùng mình nó không mưa. Vùng dưới nó mưa cho nên họ đánh được rất nhiều, vùng mình nó không mưa đánh được rất ít. Thì... mỗi ống được con hai con. Ấy à, ông là mấy con ạ? 2-3 con. Có một con chết à? Thế rồi nha các bạn thấy ai nhớ số điện thoại và chia sẻ cho mình xin chào các bạn. Thì con này cũng cãi rồi.